ổng chụp là ổng không hại mình không á. Cái miệng ổng nói tốt lắm mà cái lòng ổng hại mình á. Dạ em quái ông vô gia đình mà em nói sao ổng, em biết ổng từ ly từ tí luôn á. Nói với gì mình á, vậy mình còn sống á, nói gì mình không có. Vì nó hơi cãi đi, mày ghét ổng á, mày là thôi mày nghĩ tao rồi, tao nói mày ổng ngạc mà quán không với tao luôn á, bà tên ổng nhiều vô đi. À ổng dẫn cái bà kia về, đó lời gia đình em á, cậu hai em á, mới nói là không có cho ổng bước chân vô nhà nữa. Ổng đi đâu rồi ổng đi, không có chơi vô nhà nữa. Quẹt lần 40 gì em giả hoài luôn á. Quậy về đi xong rồi ổng bả hơn mà. Cái lù xìu gì sao mấy nửa tháng phải quay về rồi trả nợ từ chứ đừng hết là ổng quậy nữa. Là ổng lừa gạt lắm á. Ổng lừa gạt lấy tiền không, ổng làm gì anh? Bài đủ cái ngựa. À anh bài đủ cái ngựa, ổng là chùm chơi gái chơi gú rồi, ổng là chùm luôn á. Ghê vậy. Trời ơi, ổng là thầy mà. Rồi xong toàn rồi chú Thơm ơi, toàn rồi U70 ơi, bây giờ ông chạy đâu? Bây giờ tất cả những người mà ông đã từng lừa và từng lên trên mạng ông nói xấu bôi nhọ người ta không có chứng cứ, bây giờ chính người cháu trai người cháu cũng đã lên tiếng vạch mặt ông ra, ông người ông lừa ông đi như thế nào, ông là nói chung là ông đi đâu ai cũng sợ. Thì thực sự ra đây là chính thức cái ngày hôm nay là người cháu trai cũng đã lên tiếng của anh chị vạch mặt ông U70, tức là ông chú thôn thôn lé của anh chị. Đấy, thì câu chuyện này như thế nào em sẽ tiếp tục mời quý bạn chị hãy xem hết video này sẽ hiểu hơn về cái câu chuyện ông thôn lé U70 ôm quần chạy thục mạng mà nói là tố, có nghĩa là giống như là làm ngày làm đêm không tối đi làm về phải bắt trả bài, bắt làm một nhái xong không chịu phải xin thêm một nhái nữa. Thì câu chuyện này em sẽ tiếp tục đồng hành với quý bạn chị hết video này sẽ hiểu hơn câu chuyện, và em mời quý bạn chị nha. Alo. Dạ. À, anh ơi, chứ có phải anh là bên cháu của chú Thôn không anh? Dạ, dạ đúng rồi. À, hôm qua có chị cho số điện thoại đó. Thì nghe nói hoàn cảnh của anh cũng như vất vả này nọ hả? Tốt dạ. Thì anh ở đâu? À, Lê Đình Cẩn á, hẻm... Lê Đình Cẩn hả? Dạ, dạ. À, rồi em biết rồi. À, anh là cháu chú Thôn hay sao? Dượng, không là Dượng. Dượng hả? À, dạ. Thì không gài anh có liên lạc được chú Thôn không? Không. Ừ, anh với ổng đâu có thuận đâu. Ủa sao không thuận? À, bà dì em chết đó, rồi ổng tào lao em. Lúc gì bà dì còn sống còn thuận, ổng tào lao em không có thuận với ổng. À, là ổng đi lường gạt mày nọ luôn hả? Ờ, ổng xạo chá lắm. Ờ, ghê vậy. Dạ, thấy vậy chứ ông sợ lắm. Anh hình anh không gài em đăng, em là bên YouTube á, là không gài em đăng cái câu chuyện ổng đi lừa cái cô Nghĩa ở trên đó. Dạ. Anh có nghe xem được những clip đó không? Bởi vậy em có coi hôm qua mấy năm điện cho em, mấy năm nói mày gái cái clip đi. Ủa Dượng mày cho tới có liệu dưới clip gì đâu có coi đâu con biết. À, có nghĩa là ổng đi lường gạt nhưng mà ổng người ta giúp đỡ ổng chuyển khoảng mấy chục triệu mà ổng đưa cái một cái số tài khoản của ai cái người bốc giác á là dạ, chuyển dạ. Vô đó dạ. Rồi cuối cùng là người ta cu mang người ta lên chảnh người ta cu mang ổng rồi cho ổng đủ thứ rồi mấy chục triệu dẫn đi du lịch này nọ mà ổng dám lên dạ. Trên mạng ổng tố là nói là hát khổ ổng này nọ ổng tố anh như anh thấy người đàn ông kỹ càng mới được chết chóc á ổng được ổng chụp là ổng hại mình không á. Cái gì? Miệng ổng nói tốt lắm mà cái lòng ổng hại mình á. Gì ghê vậy? Dạ em quái ông vô gia đình mà em nói sao ổng, em biết ổng từ ly từ tí luôn á. Rồi gặp lắm. Ổng mới ghét em. Ờ. Mà nói với gì mình á, vậy mình còn sống á, nói gì mình không có. Vì nó hơi cãi đi, mày ghét ổng á, mày là thôi mày nghĩ tao rồi, tao nói bà. Ổng gạt mà bán bông với tờ luôn á, bà tên ổng nhiều vô đi. Tại vì ổng xạo lắm. Rồi ổng lúc mà ở chung nhà với anh hình như là nghe nói là vợ cô ba bán xôi đó là mới vừa dạ. Mất 49 ngày là ổng dẫn gái về tùm lum la luôn hả? À ổng dẫn cái bà kia về, đó rồi gia đình em á, cậu hai em á mới nói là không có cho ổng bước chân vô nhà nữa. Ổng đi đâu rồi ổng đi, không có chơi vô nhà nữa. Vậy là từ đó giờ là ổng ăn bám bên vợ thôi phải không anh? Dạ dạ ok. Trời ơi. Vậy là quẹt lần 40 gì em giả hoài luôn á. Quậy về đi xong rồi ổng bả hơn mà.
cái lù xì lù xì tao mấy nửa tháng tháng quay về rồi trả nợ từ 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 chứ đừng hết là ông quậy nữa. Là ông lừa gạt lắm á. Ông lừa gạt ông lấy tiền đó, ông làm gì anh? Đánh bài đổ cá ngựa. À. Đánh bài đổ cá ngựa, ông là chùm chơi giá chơi gú rồi ông là chùm luôn á. Ghê vậy. Trời ơi, ông là thầy mà. Thầy mình cháu mình nói gì mà gì ông tin thôi. Về mắt rồi hiểu không? Mắt rồi đó. Làm gì đó cho coi ông thấy phải không? Coi ông khủng hoảng luôn mà. Có mấy bữa dẫn cái bà nào về ở mướn nhà gần ở gần cái nhà ở luôn. Muốn trong xóm muốn gần nhà luôn mới chịu à. Ghê vậy. Ờ chơi vậy đó. Thì hỏi sao con cháu người ta mà tao không ghét. Ai nói chuyện với ông không đập ổng á. Đâu em cũng quýnh ổng á, có một chập luôn á. Vậy có làm anh nào anh nào đánh đánh ổng luôn hả? Đánh ổng luôn rồi ổng thương công an luôn á. À. À quýnh ổng vô cái lưng mà ổng nói ổng chấn thương đầu á. Ổng nhầm dạ đó, báo công an luôn á, thua em luôn á. Trời ơi ghê vậy. Ờ, bởi vậy nói chuyện với ổng mà cẩn thận chết á. Ổng dẫn vòng vòng là hồi mình dính với ổng á. Nói chung là bây giờ ổng trốn bọn em rồi. Bây giờ ổng chặn Zalo, chặn số điện thoại luôn rồi. Dạ. Bây giờ anh có biết ổng đang ở đâu không? Không có biết nè. Lúc mà ổng làm bốc giác, anh biết là làm bốc giác. Bây giờ anh liên hệ đến những người xung quanh, những người bốc giác với ổng được không? À để em tìm em hỏi cho rồi có cái gì á chiều nay em điện được cái số này cho anh cho. À bây giờ em đang đi chở hàng phải không, đang vừa chạy vừa nói chuyện với anh đó. À vậy hả anh? Dạ, mấy giờ chị... mấy giờ anh làm việc, mấy giờ anh mới về? Em năm giờ rưỡi là em xong việc á, em đi giao hàng tới 5:30 là em về tới nhà đó. À là gần 6 giờ là em có mặt ở nhà đó. À dạ. anh làm việc ở đâu? Em làm cái Hưng Lộ 2. Hưng Lộ Rồi lắc cái đó đem dục vô chuồng dịch cho nó dịch rỉa nó cho rồi. Cái thằng gì mà bất dạy quá. Cô để điện thoại em đứng chỗ một con được không? Ok hold on. Cô có phải ở Việt Nam đâu. À cô ở đâu? Cô ở Las Vegas ở Mỹ. À Las Vegas hả? Bà nghe cái chuyện bức xúc của cái thằng, cái ông nội đó đáng mà tuổi. Ôi mấy cái thằng lóc nhóc đó mà bắt được cái thằng thôn, thằng thốn, thằng gì đó. Lắc cái đó mà dục trường dịch cho nó, dịch nó rẻ cho rồi. Để sống làm gì đã tật nguyền mà được cái bà đó thương yêu mà cái bà đó cũng hết đường sao? Vô rồi bộ hết thời sao mà nhào vô cái thằng đó trời thiếu cha gì. Đại gia ở Việt Nam, xin lỗi á, cỡ hạng bà đây, lấy đại gia là ok, ai chi mà cái thằng gì mà trên chân và dưới... dưới không có gì hết. Yeah. Mà quá trời. Thôi cái mấy ông nội đó thôi khỏi nói. Cô tối cô nằm cô nghe, bữa nào cũng nghe cô tập nói chuyện mà kết nối không có được. Bây giờ mới kết nối được. Tại con mấy có rồi. Người phụ nữ giống như là câu chuyện của ông Thôn thì cô có ý kiến gì không về ông Thôn này không? Lên trên mạng ông nói xấu người phụ nữ như vậy đó. Ê cô mà có Việt Nam là cô tày mỏ ăn cả. Cô tày mỏ. Tày mỏ liền. Yeah. Đạp luôn chiếc xe lăn, đạp cho ăn cả lăn cù luôn. Trời ơi, đã si cà que rồi. Cô có comment cho trập đó. Trời ơi, đàn ông gì mà kể tùm lum. Mẹ không có răng. Người ta cho hàm răng. Gặp cô, gặp cái bà đó hiền chứ. Gặp cô lấy hàm răng lại, cô đạp bể. Không cho gắn nữa. Còn năm nay 75 tuổi rồi chứ đâu phải còn nhỏ nữa đâu mà nghe mấy thằng đó nói chuyện thiệt. Tại tức mà đi theo dõi chứ. Gặp đó cũng như là mấy cái người mà trọng á thì đi giúp trọc thì giúp nhiều người lắm, nhiều người ở Campuchia ở này kia nọ. Cô thấy cô biết rồi, người ta quỳ gối, người ta kiếm này kia nọ. Ở Việt Nam á thì đã bị vậy rồi mà không tởn. Việc nhẹ mà lương cao. Sao mà mấy người đó sao mà kỳ cục quá hả Trọc? Yeah, cô mà cô gặp lần cô tẩn tất kinh rồi ở đó. Dạ yeah, thấy giờ xã hội giờ thấy lên chương trình kết nối yêu thương thấy loạn hết cô ơi. Còn lừa nhau không? Kết nối yêu thương. Cũng vậy nó kết nối yêu thương làm cái gì, cái thằng quỷ gì đó. Rồi kết nối cái bà. Rồi sau này giờ có bà già nào đó đi tính đi cưới nhào vô thằng thôn đó. Cái bà chắc cũng điên dữ lắm rồi đó.
Cô nói thiệt cái nha, nói thiệt cái chơi đừng nói rồi cũng cười, chẳng thà là để đó mất chứ không bao giờ lấy mấy anh cha đó đâu. Răng cỏ gì thấy ghê, nhìn ra thấy mắt ớn. Nói phải nói hồi cô về đó nha, cô về cô không, cô về cô vô ngay, cô thì bị mất nhà rồi, tại vì con em gái của cô nó bán căn nhà của cô 2 tháng trước. Kênh cô trọc nhiều, kênh cô có trọc mà nghe nó chạy ngang thôn nói chuyện với cái thằng cha nào mà đó. Nói chuyện chu cha ơi, xài toàn giấy 500 không. Giấy nhưng 500 mà cái kênh của con á làm thực tế lắm, ai nói sao cũng để lên vậy, không cắt ghép á. Cho nên là nó cho nó là ai muốn nói gì nói, muốn góp ý kiến gì em cho con cho thoải mái hết trơn á. Nhưng mà thí dụ mình nói tục tiểu lên cộng đồng mạng chửi thì gắn thì chịu, con vậy đó. Cô nói cô có comment mới đang viết cái là trọc gọi đó. Cô đang viết là cô nói trời ơi bắt được cái thằng đó hả? Nói thiệt chứ con, cô cắt á hả? Cô giục trong chuồng dịch cho dịch rẻ đó. Còn cái bà đó cũng vậy, đã người ta nói gì vậy còn nhào vô tốn mấy chục triệu, mấy trăm triệu nói ra làm chi cho người ta cười chết luôn. Tại vì có ông thôn này ông về ông vạch mặt bà đây trước. Nhưng mà ông vu khống người phụ nữ trước, xong rồi mới là cô Nghĩa mới lên tiếng thôi. Chứ con nghĩ rồi. Mà đàn ông gì mà kỳ cục quá, đi đi chơi này núp giặt áo đàn bà. Đàn bà là chủ cột. Ok. Bên Mỹ này nói thiệt chứ. Với trọc hả? Con mà nói tục hay là giá cái tay lên vậy cái cô kêu nai quanh quanh một cái nó lại nó cầm cầm con liền mà chuột ra là 2.500 đâu á, chứ không phải ít trọc. Dạ. Nếu mà cô có tài ra tài rất tiếc là cô về không được cho cô về được. Cô coi cái nick của trọc là cô đi xuống tới đâu cô cũng tìm tới đấy. Cô biết lấy xe mà mướn xe có nhiêu, có 5 triệu một tháng chứ nhiêu. Dạ. Trong cô chạy từ. Nhưng mà giờ bây giờ ông bỏ trốn rồi, ông không còn đó nữa. Trốn đâu cũng phải tìm được hả? Dạ. Trốn ở đâu giờ không biết đâu nữa nè. Con đi tìm mấy anh em, con đi tìm mấy hôm nay này. Vậy hả? Dạ. Bắt được nó nắm đầu ở cho bà kia lấy hàm răng lại kêu lấy hàm răng đạp cho bể hàm răng. Trời ơi, vậy mà lên chương trình kết nối vô thương những anh em khác, ổng nói ổng dư số vốn này nọ để làm đi làm từ thiện, làm tùm lum tùm la hết trơn á. À, thì bởi vậy mấy bà kia mới làm chết. Dạ. Cô thấy cái mỏ của con cả là bây giờ ai cần nào vừa ra mượn cái mỏ của con cả nào được á. Dạ. Trời ơi, có cô đó là nó chết cô. Cô ta tại vì kết nối với nói chuyện với trọc mấy lần rồi mà không thấy trọc trả lời, biểu kết nối với cô đi qua Zalo đi. Dạ cô ơi, tại vì cái bình luận con không có ít ra đọc bình luận lắm. Vậy hả? Dạ, tại vì có số điện thoại con trên màn hình á, thì ai có ý kiến cũng như là thắc mắc gì trong câu chuyện hoặc là cần giúp đỡ gì đó có số điện thoại trên màn hình đó con, người ta gọi. Đó cô chú anh chị thấy không, đó lên trên mạng kết nối yêu thương làm gì đó ha, lên nói dốc nói xạo rồi lên ăn ở với người phụ nữ người ta cu mang, nữ đại gia Lâm Đồng người ta cu mang đó cô chú anh chị thấy không, cái những cái hình ảnh đó sau lưng cái cô Nghĩa đứng đó là đó căn nhà đó, nguyên cái gọi là ở trên đồi núi đó, nguyên căn nhà chà bá luôn đó, một người đàn ông đi lên gần U70 mà lên trên đó là ở với người phụ nữ mà không có cái gì ở trong tay, có đúng một chiếc xe là quý vị lên mà không có tiền mà mua một cái thuốc để hút nữa. Lên đó cô Nghĩa cũng đã cho một cái số tiền ha, ăn uống rồi nói chung là gửi về quê rồi chuyển khoản rồi về đi du lịch rồi, cho ông U70 này rất là nhiều, nhưng mà không ngờ rằng ổng khi mà ổng về Sài Gòn cầu cứu anh em trong khoảng thời gian đó anh em không có ghi hình và ổng cố tình ổng nhắn tin ổng kêu cô Nghĩa sẽ gửi một số tiền đó để mà cho ổng, còn không nữa là ổng sẽ lên trên mạng này ổng bôi nhọ ổng lật mặt cô Nghĩa. Nhưng thật sự là cô Nghĩa là dân làm ăn, cô Nghĩa không muốn là sùm trên cái mạng xã hội trên kênh cô Nghĩa im, và cô Nghĩa có chuyển một ít tiền về cho ổng là giống như là lúc đó còn thông thảo khi mà ổng đi về mà Sài Gòn mà thăm ổng, nói buồn quá ổng về Sài Gòn thăm con cháu gì đó, là cô Nghĩa chuyển cho mấy chục triệu rồi anh chị. Nhưng mà ổng rất là khôn, ổng không có chuyển cho con ổng, con ruột ổng, nhưng mà ổng chuyển cho những cái người cháu làm chung đó. Thật sự ra là bây giờ đó là còn lên trên mạng đi tiễn, ổng nói ổng nổ rằng là ổng có tài sản dưỡng già
cô nào chịu đó thì tôi sẽ bỏ ra một ít vốn đó để mà hai người giống như là làm bán tạp hóa tạp gì đó của anh chị ha. Đó, khi mà lần trước khi cân nhắc quý ông bà của chúng chị lên trên mạng cái nói yêu thương có sao mà nói vậy, nó có nói thật, đừng có nói dốc nói láo, thì cộng đồng mạng người ta cũng vạch mặt cái đó. Thì clip em cũng đến đây cũng xin kết thúc, xin hẹn quý bà anh chị những clip tiếp theo. Quý ông bà của chú anh chị xem thương yêu chọc mến chọc, hãy cho chọc một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Còn trong cuộc sống của chú anh chị, xung quanh của chú anh chị đã có một câu chuyện gì hay và muốn nhờ chọc giúp đỡ thì hãy gọi vào số điện thoại trên màn hình đó để mà chọc toàn toàn chọc là anh em chọc là làm miễn phí, giúp miễn phí cho bà con mình ha. Cứ gọi thoải mái luôn, có số điện thoại đó, có góp ý kiến gì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình để anh em có thể là giúp ha. Thôi em nói dài dòng cũng hơi nhiều, thì clip em đến đây xin kết thúc, xin hẹn quý bà anh chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý bà anh chị nha.